Kính chào bà con và các bạn đã đến với chương trình 365 ngày chuyển động, những ngày đầu tuần của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Hy vọng thông tin từ chương trình sẽ là những gợi ý cần thiết giúp bà con định hướng đầu tư sản xuất nông nghiệp hiệu quả và khoa học. Thưa bà con, nhờ được đầu tư đúng mức, quy trình canh tác đảm bảo, mô hình trồng cây ăn trái của nhà nông Nguyễn Thái Sơn ở huyện Đà Tẻ cho hiệu quả kinh tế khả quan. Một sao OCOP và phần cuối chương trình sẽ giới thiệu cụ thể về sản phẩm được chứng nhận OCOP 3 sao này. Trước hết, mời bà con cùng Xuân Long và Hải Yến điểm qua một số thông tin nông nghiệp khác sẽ có trong 365 ngày chuyển động hôm nay. Trồng cà rốt theo hướng hữu cơ, giải pháp giúp nông dân Đà Lạt ổn định thu nhập, hạn chế ô nhiễm môi trường canh tác. Nông dân Đà Oai làm giàu từ cây sầu riêng. Hiệu quả từ mô hình liên kết sản xuất tiêu xanh trái vụ ở Gia Lai. Thị trường nông sản, giá gà tăng, nông dân phấn khởi. Thưa bà con nông dân, xã Xuân Thọ, thành phố Đà Lạt là khu vực trồng cây có củ chủ lực của tỉnh Lâm Đồng. Theo đó, ngoài khoai tây thì khoảng 120 hectare cà rốt đã được bà con nông dân ưu tiên phát triển. Để canh tác cà rốt bền vững, hạn chế nấm bệnh do chuyên canh một loại cây trồng trong thời gian dài, một nhà nông ở địa phương, chị Nguyễn Thị Hà Vi, đã ưu tiên đầu tư theo hướng hữu cơ. Hiệu quả thực tế sẽ được ghi nhận ngay sau đây. Nhà nông Nguyễn Thị Hà Vi chuyển sang trồng cà rốt theo hướng hữu cơ từ năm 2015 với diện tích ban đầu là 2 sào, đến nay đã phát triển lên 1,7 hectare. Để đảm bảo sản phẩm trồng ra có chất lượng cao nhất, toàn bộ vườn cà rốt được áp dụng quy trình canh tác theo hướng hữu cơ nghiêm ngặt, ghi chép nhật ký mùa vụ đầy đủ, chỉ sử dụng phân hữu cơ và thuốc chế phẩm sinh học, không sử dụng chất hóa học và thuốc kích thích tăng trưởng. Thông thường vào đầu tháng 8 hàng năm, gia đình chị Vi thu củ giống. Sau trồng 6 tháng là thu hoạch hạt cà rốt. Để cà rốt thương phẩm đạt chất lượng đồng đều, hạt cà rốt làm giống phải được lưu trữ từ 3 đến 4 tháng mới gieo trồng. Trung bình một sào đất sử dụng 2 kg giống hạt khô. Cà rốt sau trồng 100 ngày là có thể cho thu hoạch. Sau đó đất sẽ được ủ từ 15 đến 30 ngày mới xuống giống vụ mới. Bình quân từ 10 đến 15 ngày, gia đình chị Hà Vi xuống giống một sào trên một lứa. Cuốn chiếu liên tục như thế nên gần như tuần nào gia đình chị cũng có sản phẩm cung ứng cho bạn hàng. Hiện trung bình một sào cà rốt trồng theo hướng hữu cơ cho năng suất từ 2 đến 2,5 tấn. Nếu hàng đi ổn định 200 kg một ngày, giá bán 23.000 đồng một ký, nhà vườn có thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi tháng. Bên cạnh cà rốt thì sầu riêng cũng là loại cây trồng được nhiều nông dân Lâm Đồng canh tác theo quy trình tiên tiến. Vâng, sự đổi mới trong tư duy làm nông như thế không chỉ giúp nông dân giảm chi phí đầu tư, nâng cao thu nhập mà còn góp phần rất lớn hạn chế ô nhiễm môi trường sản xuất. Mô hình trồng sầu riêng của nhà nông Nguyễn Thị Manh ở xã Đoàn Kết, huyện Đà Oai là một trong số đó. Rời quê Vĩnh Long, gia đình bà Nguyễn Thị Manh định cư lập nghiệp ở vùng đất Đoàn Kết, huyện Đà Oai. Do chưa quen với điều kiện sản xuất trên vùng quê mới, nên cây nhãn, loại cây trồng chủ lực trong cơ cấu sản xuất của gia đình bà, thời gian đầu không mang lại kết quả như mong đợi. Rút kinh nghiệm từ thực tế, bà Manh đã tập trung cải tạo đất trồng sầu riêng. Đây là loại cây ăn trái dài ngày, nên từ khâu thiết kế vườn trồng, khoảng cách giữa mỗi cây trong vườn đã được tính toán khoa học, nhằm tạo những điều kiện tốt nhất để chăm sóc và thu hoạch. Trong quá trình sản xuất, chủ vườn ưu tiên sử dụng các loại phân chuồng để cung cấp một lượng hữu cơ tự nhiên cho đất. Các loại sâu bệnh hại, nhất là bệnh đất thân xì mũ do nấm Phytophthora gây nên, cũng được quan tâm xử lý ngay từ đầu vụ. Sau hơn 10 năm nỗ lực, gia đình bà Manh đã có một vườn sầu riêng rộng lên đến 7 hectare, trong đó có gần 3 hectare đang trong thời kỳ thu hoạch, cho thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm. Riêng vụ sầu riêng năm nay, gia đình bà thu hoạch được hơn 50 tấn trái, doanh thu trên 2 tỷ đồng. Để có được những vụ mùa bội thu, thì sự nỗ lực đổi mới tư duy trong đầu tư sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân là hết sức quan trọng. Đồng hành cùng những cố gắng đó, chính quyền địa phương, trong đó có huyện Bảo Lâm, đã tập trung các giải pháp huy động tối đa mọi nguồn lực, đẩy mạnh phát triển sản xuất gắn với thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Đây được xem là khâu then chốt, là mục tiêu lớn của việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Nhận thấy việc phát triển kinh tế từ vườn cây đa canh đem lại hiệu quả kinh tế cao, từ nhiều năm nay, ông Phùng Văn Hoàng ở xã Lộc Quảng đã chuyển đổi bớt diện tích cà phê sang trồng chè ô long có liên kết với công ty, đồng thời trồng xen cây ăn trái như bơ, sầu riêng và măng cụt theo hướng công nghệ cao. Với hướng đầu tư như thế, trên 1,5 hectare trồng đa cây,
cho thu nhập ổn định với hơn 300 triệu đồng mỗi năm. Để tiếp thêm động lực cho người nông dân chuyển đổi cơ cấu sản xuất, huyện Bảo Lâm đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nông dân sử dụng cây con giống mới, năng suất, giá trị kinh tế cao, phát triển vùng sản xuất hàng hóa tập trung, xây dựng các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, triển khai chính sách hỗ trợ và ưu tiên nguồn lực thúc đẩy ứng dụng khoa học, cơ giới hóa trong sản xuất. Với những giải pháp đó, huyện Bảo Lâm đã trở thành một trong những địa phương đi đầu trong việc ghép cải tạo cà phê. Hiện toàn huyện đã chuyển đổi được hơn 31.000 hectare cà phê, bằng 92% tổng diện tích cà phê toàn huyện. Cây chè chuyển đổi được hơn 6.300 hectare, đạt 86,4% diện tích. Bên cạnh đó, Bảo Lâm đã xây dựng 3 vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với tổng diện tích là 977 hectare. Trong đó, ngoài chè và cà phê, thì dâu tằm, cây ăn trái, rau, hoa cũng được ưu tiên phát triển. Nhiều mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã cho thu nhập từ vài trăm đến hàng tỷ đồng một hectare một năm. Thông tin nông nghiệp trong nước. Thưa bà con, từ lâu thì hồ tiêu là một trong những loại cây trồng chủ lực của tỉnh Gia Lai. Để nâng cao thu nhập từ loại cây công nghiệp thế mạnh này, qua nắm bắt nhu cầu của thị trường, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tiêu Đỏ Gia Lai đã hợp tác với nông dân địa phương trồng tiêu trái vụ. Hướng đi này đã mở ra cơ hội liên kết sản xuất hồ tiêu chất lượng có giá trị thương phẩm cao. Hồ tiêu xanh là một loại gia vị đặc biệt trong các món ăn nên nhu cầu thị trường rất lớn. Tuy nhiên, do đặc tính sinh học nên thời điểm thu hoạch thuần vụ chỉ kéo dài từ tháng 1 đến tháng 5 hàng năm. Từ kinh nghiệm thực tế và nắm bắt nhu cầu thị trường, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tiêu Đỏ Gia Lai đã khởi động dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ hồ tiêu xanh trái vụ với 30 nông hộ tham gia, trung bình mỗi hộ từ 500 đến 1.000 trụ tiêu. Hướng liên kết đó nhằm xây dựng nguồn nguyên liệu chuyên cung cấp hồ tiêu xanh trái vụ số lượng lớn, đảm bảo về tiêu chuẩn, chất lượng với giá thành thu mua ổn định. Đối với phương pháp canh tác truyền thống, nông dân thu hoạch hồ tiêu đồng loạt cùng một thời điểm nên giá thành thường thấp hơn so với trái vụ. Do đó, việc phát triển sản xuất hồ tiêu xanh trái vụ đưa ra thị trường với số lượng lớn sẽ giúp nông dân nâng cao hiệu quả kinh tế. Trong khuôn khổ dự án, công ty Tiêu Đỏ Gia Lai ký kết hợp đồng thu mua toàn bộ sản phẩm đạt yêu cầu, không có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và phân bón hóa học, tuân thủ quy trình canh tác để đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Chuyển sang lĩnh vực chăn nuôi, thưa bà con nông dân, dê là đối tượng vật nuôi quen thuộc với người nông dân. Dê ăn không nhiều như bò, thức ăn cũng đa dạng nên rất dễ tìm. Với những ưu điểm đó, một nhà nông ở xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, anh Trương Văn Vũ đã dành hàng trăm triệu đồng đầu tư chăn nuôi dê. Gia đình ông Trương Văn Vũ theo nghề chăn nuôi bò từ nhiều năm trước. Xét thấy mức thu nhập từ loại gia súc nói trên không thật khả quan, nên anh Vũ đã dành hàng trăm triệu đồng để mua con giống và cải tạo chuồng nuôi bò thành nuôi dê. Nhà nông này đã xây trụ, đóng sạp bằng gỗ, cách mặt đất chừng 8 tấc, chia chắn thành nhiều ô chuồng để thuận tiện trong việc chăm sóc. Nhà nông Trương Văn Vũ chia sẻ, tuy kỹ thuật nuôi dê không khó, nhưng nông dân phải kiên trì. Thức ăn cho dê dễ tìm, ngoài cỏ thì bà con nông dân còn có thể tận dụng chuối cây, đọt mì, thêm cám gạo, xác đậu về cho dê ăn. Dê hay bị ho, sổ mũi và tiêu chảy, do đó nhà nông phải chăm sóc và theo dõi kỹ, chú trọng vệ sinh chuồng trại, rải vôi sát trùng dưới đất và trên sàn để diệt trừ ve bọ chét. Nhờ làm được những điều như thế mà từ hơn 10 con dê ban đầu, đàn dê của gia đình anh Trương Văn Vũ đã phát triển lên gần 40 con. Sau gần 7 tháng chăm sóc, dê có thể xuất bán với giá bình quân là 5 triệu đồng một con, mang về cho nông dân thu nhập hàng trăm triệu đồng. Hiện mô hình chăn nuôi mới mang lại hiệu quả kinh tế cao này đang được hội nông dân địa phương khuyến khích nhân rộng. Cũng liên quan đến lĩnh vực chăn nuôi, thưa bà con, từ cuối tháng 3 năm 2022 trở lại đây, giá gà tăng khiến nông dân phấn khởi. Tuy nhiên, trong bối cảnh giá thức ăn chăn nuôi vẫn còn ở mức cao, cơ quan chức năng khuyến cáo bà con cần cẩn trọng trong việc tăng đàn để tránh tình trạng cung vượt cầu gây khó khăn cho khâu tiêu thụ sản phẩm. Nếu như cách đây khoảng 5 tháng, giá gà lông màu vào khoảng 50.000 đồng một ký, thì đến thời điểm này đã tăng lên từ 70 đến 95.000 đồng một ký. Nhiều nông hộ ở huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên cho biết, từ khi nhà nước có chính sách thích ứng linh hoạt, an toàn, các hoạt động sản xuất, kinh doanh diễn ra trong trạng thái bình thường, thì nhu cầu tiêu dùng thịt gà tăng mạnh, khiến giá gà cũng bắt đầu tăng. Ban đầu, giá gà được nâng lên mức 55.000 đồng một ký và tăng liên tục, cho đến nay là 70.000 đồng một ký. Có loại bán được giá 95.000 đồng một ký. Đây là mức giá cao nhất
trong nhiều năm qua. Giá gà tăng mạnh là tín hiệu vui cho người chăn nuôi sau một thời gian dài thua lỗ. Tuy nhiên, để hạn chế rủi ro, bà con cần cẩn trọng khi chăn nuôi, tránh tái đàn ồ ạt gây nên tình trạng cung vượt cầu ở thời điểm xuất chuồng, khiến giá gà giảm và khó tiêu thụ. Thưa bà con nông dân và các bạn, Đạ Tẻ là một trong những huyện trồng điều chủ lực của tỉnh Lâm Đồng. Tuy nhiên, do hiệu quả kinh tế của loại cây công nghiệp dài ngày này ở địa phương không đảm bảo, nên nhiều nông hộ đã chuyển đổi cơ cấu sản xuất. Trong đó, sầu riêng, bưởi, quýt đường là những loại cây ăn trái được bà con chọn mặt gửi vào. Một xa OCOP hôm nay mời bà con cùng đến với một mô hình trồng quýt đường, sản phẩm được công nhận OCOP 3 sao từ năm 2021 của nhà nông huyện Thái Sơn ở xã Triệu Hải, huyện Đạ Tẻ. Vốn là cán bộ ngành y, nhưng vì đam mê làm nông nên anh Nguyễn Thái Sơn đã cùng gia đình mua đất trồng cây ăn trái, trong đó chủ lực là cây quýt đường, xen vào đó là sầu riêng và bưởi da xanh. Đây là nhóm cây trồng dài ngày, nếu được đầu tư và chăm sóc đảm bảo thì thời gian kinh doanh có thể lên đến hàng chục năm. Bởi vậy, để bền đất bền cây, anh Sơn đã ưu tiên sản xuất nông nghiệp hữu cơ, sử dụng các loại phân chuồng đã được ủ hoai mục theo quy trình đã được khuyến cáo. Bên cạnh đó, nhà nông này còn dành hàng trăm triệu đồng đầu tư hệ thống tưới hiện đại nhằm giảm công lao động mà cây trồng vẫn được tưới đầy đủ. Em đầu tư theo kiểu cuốn chiếu ạ. Giai đoạn đầu thì trồng một ít rồi thấy nó hiệu quả rồi trồng dần lên. Em chú trọng vào gốc hữu cơ sinh học ạ, là mang lại sản phẩm sạch thì đầu ra nó ổn định hơn và tiềm năng nó ra ngoài thị trường nhiều hơn ạ. Cũng tìm hiểu trên những người đi trước thì cứ trồng theo phương pháp là hướng dẫn cái quy trình của người ta, là ví dụ cây cắt cây thường là giống như quýt là 4x4, còn sầu riêng là 8x8 thì em cứ trồng như vậy ạ. Thời tiết ở Đạ Tẻ thường xuyên có nắng nóng, nên tại khu trang trại chuyên canh các loại cây ăn trái rộng 40 hectare này, chủ vườn đã ưu tiên giữ cỏ. Ngoài việc chống xói mòn, giữ độ ẩm, cung cấp chất hữu cơ tự nhiên dồi dào cho đất, hướng đầu tư nói trên còn góp phần rất lớn, giảm khoảng 30% công lao động, mà chất lượng nông sản vẫn vượt trội, cây trồng phát triển bền vững nhờ được đầu tư theo quy trình hữu cơ ngày càng hoàn thiện. Cách đầu tư cái vườn này là cái thứ nhất là bón phân này, cái thứ hai là xịt phân cá này, và cái thứ ba là phát cỏ để cao 20 phân là giữ độ ẩm cho cây này. Với giải pháp phát triển bền vững như thế, các loại cây ăn trái trong vườn sinh trưởng và phát triển đảm bảo. Hiện ngoài 33 hectare bưởi và sầu riêng đang trong giai đoạn kiến thiết cơ bản hoặc thu bói, thì 7 hectare quýt đường còn lại đã bước vào giai đoạn kinh doanh với sản lượng dao động từ 150 đến 200 tấn một năm, mang về tổng thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Hướng sản phẩm OCOP thì nó hỗ trợ cho mình là cái đầu ra ổn định hơn và hướng cho mình cái động lực để mình nâng cao cái sản phẩm mình lên. Chúng tôi đã tiếp cận tới các cái sản phẩm sạch, sản phẩm sản xuất theo quy trình hữu cơ. Rồi từng bước sẽ hỗ trợ các cái sản phẩm mà đóng gói mang cái tiêu chuẩn đảm bảo về an toàn. Hơn 10 năm hình thành và phát triển, mô hình quýt đường đã được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao. Chủ vườn nhận định thời gian tới, khi sầu riêng và bưởi chính thức đi vào kinh doanh, thì thu nhập từ vườn cây ăn trái này sẽ tăng lên đáng kể, thậm chí là tăng gấp từ 2 đến 3 lần so với hiện nay. Tuy nhiên, muốn đạt được kết quả như mong đợi, quy trình canh tác nông nghiệp bền vững phải được triển khai hoàn thiện hơn nhằm tạo độ bền cho đất và cho cây, kết hợp làm du lịch canh nông. Một sao OCOP vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 365 ngày chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng tại đây. Bà con và các bạn quan tâm muốn đóng góp chia sẻ thông tin, vui lòng gửi email về chương trình tại địa chỉ 365ngaychuyendonglv@gmail.com hoặc gọi điện thoại về số 02633 829930. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của bà con và các bạn. Thân ái, chào tạm biệt.